Chào cả nhà, lại là Hân đây cả nhà ơi. Hôm nay sẽ xuống bếp làm món bánh đúc nhân tôm thịt nha cả nhà. Ở quê Hân ngày xưa người ta gọi là món bánh mặn đó cả nhà. Và đây là nguyên liệu của Hân. Đối với phần bột, Hân sử dụng ở đây là 250g bột gạo, 140g bột năng. Hân đều sử dụng bột của Vĩnh Thuận nha cả nhà. Ở đây Hân sử dụng một lon nước cốt dừa. Nước cốt dừa này là 400ml nè cả nhà. 1 lít nước lọc, một muỗng canh đường và một muỗng cà phê muối. Hân để chung trong cái chén này luôn rồi. Còn đối với phần nhân tôm thịt, ở đây Hân có một miếng thịt ba chỉ là 200g, 150g tôm. Hân sử dụng tôm sú nha, Hân bóc vỏ sẵn và cắt luôn cái chỉ rồi. Một củ sắn 200g, ở miền Bắc mình gọi là củ đậu của cả nhà. Một củ cải cà rốt 200g. Và đây là một ít hành lá, ba củ hành tím, 5 tép tỏi. Ở đây Hân sử dụng một ít dầu màu điều. Rồi để nêm nếm cho cái gia vị nhân của mình á, thì Hân ở đây có là một muỗng canh rưỡi đường, một muỗng cà phê muối, một muỗng cà phê hạt nêm và một muỗng cà phê tiêu xay nha cả nhà. Và bây giờ mời cả nhà cùng bắt tay làm món bánh đúc nhân mặn với Hân nha. Đầu tiên Hân sẽ đi làm cái phần bột trước nha cả nhà. Hân cho bột gạo vào đây 250g. Châm 40g bột năng vô đây luôn. Một muỗng canh đường, nửa muỗng cà phê muối cho vào đây luôn cả nhà. Hân sẽ trộn lên. Tiếp theo, Hân sẽ gót hết cái lon nước cốt dừa 400ml vào đây luôn cả nhà. Rồi để chán cái lon này, Hân sẽ sử dụng một ít nước lọc nè. 1 lít nước lọc đó cả nhà. Một lít nước lọc là 2 lon rưỡi nha. Hân đổ vô luôn nè. Đây là nửa lon. Chính xác luôn. Giờ Hân sẽ khuấy cái bột này cho cái bột mình nó tan ra hoàn toàn nha cả nhà. Cái phần bột Hân cũng đã khuấy tan ra hết rồi nè cả nhà. Nó không có còn lợn cợn luôn á. Bột của mình nó tan hết luôn rồi. Thì bây giờ Hân sẽ để ở đây ủ bột trong vòng 45 phút nha cả nhà. Hân dùng một cái màng bọc thực phẩm này Hân bọc lại. Rồi Hân để bột ở đây nghỉ 45 phút và bây giờ Hân sẽ đi làm tới cái phần nhân bánh với cả nhà. Đây cái phần để làm nhân bánh đây nè cả nhà. Hân đã xắt xong thịt rồi nè cả nhà, Hân sẽ cho vào chung với cái tô tôm này luôn nha. Rồi giờ Hân sẽ cho hết cái dĩa gia vị hồi nãy nè cả nhà. Rồi một muỗng canh rưỡi đường, một muỗng cà phê hạt nêm, một muỗng cà phê muối, một muỗng cà phê tiêu cho vào đây hết luôn. Giờ Hân sẽ trộn lên nha. Trộn đều lên. Rồi tiếp theo Hân sẽ cho vào đây một ít dầu màu điều. Hân gót ra này cả nhà. Mình trộn vô cái màu tùy thích nha. Cái nhà thích nó đậm thì cho nhiều. Hân cho một muỗng cà phê cả nhà, cái màu nó cũng được rồi đó. Rồi phần tôm thịt mình làm xong rồi, bây giờ mình chuyển sang mình sẽ sơ chế cà rốt với lại củ sắn nha cả nhà. Bây giờ đến cái phần củ sắn và cái phần cà rốt mình cũng sắt hạt lựu nha cả nhà. Hân sẽ sắt củ sắn trước.
là củ hành, củ tỏi hơn cũng đã sơ chế xong rồi cả nhà. Bây giờ mình sẽ quay tới là cái phần bột của mình ha. Đây là cái phần bột Hân cho nghỉ 45 phút rồi này cả nhà. Bây giờ mình sẽ khuấy lên. Sau khi khuấy lên thì mình sẽ cho vào đây 2 muỗng canh dầu ăn. Trộn đều lên cả nhà. Bây giờ mình sẽ khuấy bột lên đều một lần nữa nha. Rồi mình bắt một cái chảo lên, mình cho bột vào mình khuấy nha cả nhà. Khuấy như vậy á, thì bột của mình á, nó sẽ mau chín hơn và nó đều bột hơn. Còn nếu như mình đổ nguyên cái hỗn hợp này vào sửng mình hấp á, thì cái bột nó sẽ bị tách nước nha. Cái phần nước thì nằm ở trên, hoặc là nước cốt dừa nằm ở trên, còn phần bột nằm ở phía dưới, nó làm cho bánh của mình nó bị nhão á. Thì bây giờ mình sẽ cho hết vào cái chảo nha. Không khuấy đến khi nào mà hỗn hợp nó sệt sệt là được nha cả nhà. Chảo này nó vừa đủ luôn rồi. Mình cứ khuấy từ từ nha. Ban đầu thì mình vặn lửa lớn, sau đó khi mà cái bột của mình nó bắt đầu nóng lên thì mình hạ nhiệt ở nhiệt độ trung bình ha. Bây giờ thì cái hỗn hợp bột của mình nó bắt đầu sệt rồi nè. Mình nhớ khuấy đều tay nha cả nhà, để mấy bột của mình nó không có đều á, mình nó đóng ở dưới cái đáy chảo nó bị khét á. Mình phải đảo đều ha. Và lúc này mình vặn lửa ở mức độ lửa trung bình thôi nha cả nhà. Sau một hồi khuấy thì cái hỗn hợp này của mình nó rút hết nước rồi nè cả nhà, nó khô nước rồi nè. Thì bây giờ mình sẽ tắt bếp nha. Và mình khuấy cho cái hỗn hợp bột của mình nó mịn nha cả nhà. Sau một hồi Hân khuấy bột thì cái bột của Hân nó cũng đã mịn, đã đỡ rồi nè cả nhà nha. Mà hấp là nó mịn lại à, phía dưới nó mịn đó nè, cả nhà xem ở dưới nó mịn hơn nè. Rồi bây giờ mình sẽ cho nó ra khuôn nha cả nhà. Hân sẽ hấp bánh trong cái khuôn tròn thế này nha cả nhà. Hân có hai cái khuôn, và phía dưới khuôn Hân đã thoa dầu ăn nè, thoa dưới đáy khuôn và thoa trên thành khuôn luôn nha cả nhà. Để khi mà cái bánh của mình hấp và để vô á, bánh nó chín nó sẽ không bị dính nha. Cái bột này mình sẽ chia ra làm hai phần nha. Một phần mình sẽ cho vào cái khuôn này. Nếu như cả nhà thích ăn mỏng thì làm cái khuôn lớn một xíu nha. Còn nếu mà muốn ăn cái bánh nó dày hơn thì mình đổ cái khuôn nhỏ xíu, thì khi mà mình dàn nó ra thì nó đầy khuôn lên đó cả nhà. Nó dày ha. Đây Hân có một khuôn lớn và một khuôn nhỏ. Là lấy hết bột trong cái chảo ra rồi cả nhà. Bây giờ Hân sẽ dàn qua nha, dàn cái bột của Hân. Đây cả nhà, Hân đã dàn đều cái bột bánh vào trong cái khuôn rồi cả nhà. Thì bây giờ Hân sẽ đem bánh đi hấp nha cả nhà. Hân đã bắt sẵn cái sửng hấp lên trên bếp rồi, đợi nước sôi Hân sẽ cho bánh vào hấp nha cả nhà. Và để cái bánh của mình đó, nó không có bị nhiễu nước lên trên mặt, thì Hân sẽ đậy một tấm giấy bạc ở phía trên Hân phủ lên nha cả nhà. Đây Hân sẽ bọc nó lại, về nước nó sẽ không có bị nhiễu vô. Thứ hai nữa là mình đậy kín thì bánh của mình sẽ mau chín nha cả nhà. Đây lấy cái này tiếp nữa. Nếu mình đậy như thế này á, thì mình không cần phải lót cái khăn ở trên mặt cũng được, tại vì nước nó sẽ không có bị nhiễu vào đây đâu. Hân sẽ hấp luôn hai tầng nha cả nhà. Hân để một khuôn vô trong rồi, bây giờ Hân sẽ để một cái khuôn ở trên nữa. Hân sẽ đậy lại luôn. Do Hân bọc ở phía trên mặt là giấy bạc rồi, cho nên Hân không có cần phải bọc một cái khăn trên đây nha. Còn nếu như cả nhà mà mình không có bọc giấy bạc ở trên cái khuôn á, thì mình nhớ là mình đậy một cái khăn lên trên nắp để nước nó không có gõ xuống nha cả nhà. Bây giờ Hân sẽ hấp trong khoảng thời gian là 40 phút nha cả nhà. Ở nhiệt khoảng trên trung bình mà đừng có quá lớn được nha cả nhà. Chảo vô và Hân cho dầu ăn vào đây nha cả nhà, để Hân đi làm cái nhân bánh đó. Hành tỏi hồi nãy Hân đã sắt rồi nè. Hân chỉ cho phân nửa củ hành vào đây trước ha.
Con sẽ cho tỏi sao nha cả nhà, xào lên cho nó thơm, tại vì hành nó lâu vàng hơn là tỏi nha. Củ hành xào được một lúc rồi, mình sẽ cho phân nửa tỏi vào đây luôn. Mùi củ hành và tỏi nó rất là thơm luôn cả nhà ơi. Bây giờ Hân sẽ trộn cái tô thịt của Hân lên lần nữa nè, tôm thịt ha. Đợi khi nào mà tỏi của mình nó vàng lên thì Hân sẽ cho cái thịt này vào. Tỏi của mình nó đã vàng rồi cả nhà, bây giờ Hân sẽ cho cái phần tôm thịt vào đây luôn nha, để Hân xào. Mình xào ở lửa lớn á, để cho cái tôm thịt của mình nó đừng có bị ra nước. Thịt của mình nó đã chín rồi nè cả nhà, cái màu nó cũng đẹp ha. Nếu như mà ai thích màu đậm hơn thì có thể cho thêm màu vào đều nha. Hân sẽ chế cái này ra trong cái dĩa nè. Rồi bây giờ tiếp theo Hân sẽ xào tiếp cái phần củ cải trắng. Tiếp theo Hân sẽ xào cái củ cải đỏ với củ sắn của Hân như cả nhà. Hân cũng cho dầu ăn vào đây nè, cho một ít thôi ha. Rồi cho cái phần củ hành còn lại vô xào trước. Nếu ai thích nhiều dầu ăn thì mình sẽ cho nhiều dầu ăn nha. Củ hành mình nó thơm rồi, Hân cho tỏi vô xào luôn. Hân sẽ cho củ sắn vào đây nha. Tại vì củ sắn nó ra nước đó, cho nên Hân sẽ cho củ sắn vào đây xào trước. Xào cho nó ra nước. Rồi mình sẽ cho củ cải cà rốt vô nha. Củ sắn và củ cải đỏ của mình nó cũng chín rồi nè cả nhà. Hân sẽ cho cái phần tôm thịt này vào đây luôn nha. Rồi mình xào đều lên. Sau khi mình xào đều lên thì mình nên nếm theo cái khẩu vị của nhà mình nha cả nhà. Thấy cái này nó hơi lạc, Hân sẽ cho vào đây là một muỗng hạt nêm. Đây Hân sử dụng hạt nêm nấm đó cả nhà. Rồi Hân sẽ trộn lên ha, cho đều, cho nó thấm gia vị. Trộn đều rồi cả nhà. Này cũng đã chín hết rồi, nhân của mình chín hết rồi. Giờ Hân sẽ cho hành lá vào nha. Cho hành lá vào cái màu sẽ rất là đẹp luôn. Có trắng trắng, có xanh xanh. Cho tiêu rồi cả nhà, cho nên bây giờ mình không cần cho tiêu nữa cũng được nha. Rồi như vậy là cái phần nhân của mình nó hoàn thành rồi nha cả nhà. Hai sẽ tắt bếp nha. Nhỏ hơn ăn bánh mặn á cả nhà, là bánh đúc mặn đó, là có ăn nước cốt nha, cho nên là bây giờ Hân sẽ làm nước cốt. Hân cho đây vào đây là một lon nước cốt dừa nè cả nhà. Rồi Hân cho vào đây là ba muỗng canh đường nè, ba muỗng canh dung ha. Cho vào đây nửa muỗng cà phê muối. Rồi mình sẽ khuấy đều lên cho cái đường này nó tan nha. Của mình nó đã sệt rồi cả nhà. Giờ mình sẽ tắt bếp nha. Rồi chờ bánh chín. Bánh Hân đã hấp được 40 phút rồi nha cả nhà. Bây giờ Hân sẽ mở nắp ra, Hân kiểm tra xem bánh của mình nó chín chưa nha. Wow. Đây cả nhà. Hân sẽ lấy một cái tăm Hân ghim vô nha. Bột nó không có dính. Là nó chín nha cả nhà. Đây là bánh đúc Hân đã hấp chín và để nguội rồi nè cả nhà. Bánh của mình nó rất là dẻo và mềm luôn nè cả nhà. Nhìn ngon lắm. Giờ Hân sẽ cắt cho cả nhà xem một miếng nha. Đây cả nhà ơi, bánh của mình nè, nó dẻo và mềm.
Nhìn ngon lắm cả nhà. Rồi Hân sẽ lấy cái bánh này ra ăn thử cho cả nhà xem nó như thế nào nha. Hân sẽ chan lên đây một ít nước mắm này cả nhà. Thêm một ít nước cốt nữa. Tại ở quê họ ngày xưa ăn bánh đúc mặn này nè, hay còn gọi là bánh mặn đó cả nhà, là Hân có nước cốt nha, cho nên bây giờ Hân làm y giống như vậy. Rồi thêm vào đây một xíu nhân nữa. Hồi xưa là Hân chỉ ăn nhân củ sắn thôi cả nhà, nhưng mà bây giờ á, là mình biến tấu ha, mình cho nhiều thịt hơn, chứ hồi xưa nghèo lắm, đâu có tiền đâu mà ăn cái có nhiều thịt như thế này. Rồi đây là dĩa bánh đúc mặn của Hân nè cả nhà. Cả nhà xem bánh của Hân có hấp dẫn không nha, nhìn rất là ngon luôn.